Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Chúng tôi luôn cập nhật tin tức mới nhất, nóng nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 12 giờ 35 phút ngày 30 tháng 9, xe cứu thương biển kiểm soát 78A-00283 của Trung tâm cấp cứu 115 Phú Yên do ông Nguyễn Ngọc Minh điều khiển chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1D, đoạn qua khu vực bãi xếp phường Gành Giáng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xe cứu thương bất ngờ bốc cháy ở khoang lái khiến 7 người trên xe, gồm người nhà bệnh nhân và tài xế phải tháo chạy thoát thân. Tài xế, y sĩ, người nhà bệnh nhân triển khai di chuyển bệnh nhân ra nơi an toàn và đón xe khác chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau đó, mọi người dùng bình chữa cháy xách tay trang bị trên xe dập cháy, kêu gọi người dân xung quanh và các xe lưu thông trên đường hỗ trợ phương tiện chữa cháy. Khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy tới nơi, ngọn lửa đang bùng phát cháy toàn bộ bên trong xe cứu thương và các vỏ lốp xe bên ngoài, không có người bị nạn mắc kẹt bên trong đám cháy. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc. Sau đó, đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số 1, phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời khống chế đám cháy. Đến 13 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hậu quả, xe cứu thương bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc. Đêm 30 tháng 9, lũ quét bất ngờ cuốn qua 4 bản của xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Rất may là không gây thiệt hại về người. Lũ quét bất ngờ trong đêm khiến người dân thuộc 4 bản dọc theo khe đửa trở tay không kịp. Nhiều tài sản bị lũ cuốn trôi, may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện nay 4 bản đang bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất tại đầu bản đửa. Tuyến đường lên Kỳ Sơn cũng gặp tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều điểm bị tắc. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh, bản Minh Tiến có khoảng 300 học sinh đang ở bán trú, bị thiệt hại nặng. May mắn vào thời điểm lũ quét về, các em học sinh được các thầy cô đưa đến nơi an toàn. Do lũ lên nhanh, đột ngột nên gần như toàn bộ áo quần, sách vở, đồ dùng phục vụ giảng dạy đều ngâm trong bùn đất. Mưa lớn cũng khiến nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Tương Dương bị sạt lở đất. Tại xã Lưu Kiền, lượng nước lớn từ các khe suối dâng cao gây sạt lở đất đá tại tuyến quốc lộ 7A, đoạn từ ngã ba Khe Kiền đến ngã ba Bản Pủng. Tại xã Xá Lượng, tuyến đường vào bản Na Bè, Hợp Thành bị sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã đang huy động nhân dân đang khắc phục để sớm thông tuyến. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn đã làm rạn nứt, sụt lún và sạt lở đất đồi tại khu phố Na Khà và Chiên Phục, thị trấn Mường Lá. Sạt lở đã uy hiếp sự an toàn của 25 hộ dân sống tại các khu phố này. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9, người dân đã phát hiện nhiều vết nứt chạy dài trên đồi nên đã báo cho chính quyền địa phương. Lãnh đạo huyện Mường Lát cùng các phòng chuyên môn của huyện đã trực tiếp xuống hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra trong ngày 1 tháng 10 cho thấy, phía ta luy dương xuất hiện cung trượt với chiều dài khoảng 400 m, độ rộng vết nứt từ 30 đến 40 cm. Hiện tại, khối lượng đất đá phía trên đồi vẫn đang tiếp tục có hiện tượng xê dịch gây nứt vỡ các công trình hạ tầng phía dưới. Lãnh đạo huyện Mường Lát đã chỉ đạo chính quyền thị trấn huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản khẩn cấp cho 25 hộ sinh sống tại khu vực nguy cơ cao đến nơi ở tạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến người nước ngoài. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam một đối tượng người nước ngoài và 4 đối tượng Việt Nam, gồm Huỳnh Ngọc Tuấn, chú Quảng Nam, Trần Thị Thu Trang, chú tỉnh Đắk Lắk đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đình Toàn, chú thành phố Hà Nội và Tôn Huy Tặng, chú tỉnh Bình Dương. Công an xác định, từ đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Tuấn lập sàn giao dịch rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng giả danh là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo, kêu gọi nhiều người từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau tham gia đầu tư và chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Tiền lừa đảo được, Tuấn đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com. Từ tháng 12 năm 2022 đến nay, Tuấn giao dịch cá cược hơn 207 tỷ đồng. Chiều qua 30 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về trường hợp mạo danh lừa đảo ảnh hưởng đến uy tín của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Khánh Hòa và Sở Y tế về gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Theo đó, chiều ngày 28 tháng 9, một cơ sở kinh doanh nhận được cuộc gọi thông báo sẽ có đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, sẽ kiểm tra nhà hàng.
đối tượng hỏi Zalo của chủ cơ sở để gửi quyết định kiểm tra có dấu đỏ của Sở Y tế Khánh Hòa. Tuy nhiên, đây là văn bản giả mạo, sai chức danh người ký và chữ ký là của ông Bùi Xuân Minh, đã nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa khẳng định đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác. Tương tự, chiều qua ngày 30 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng cho biết đã có nhiều văn bản giả mạo mang chữ ký của các lãnh đạo Sở Y tế thông báo kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bán lẻ thuốc Tây. Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẳng định, Sở Y tế không thực hiện bất kỳ cuộc gọi hay yêu cầu kiểm tra nào qua điện thoại. Ngành Y tế khuyến cáo các cơ sở kinh doanh cần cảnh giác. Nếu phát hiện bất thường, hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để tránh bị lừa đảo. Ban Giám đốc Sở Y tế cũng đã nghiêm cấm các đơn vị trực thuộc có các hình thức liên hệ với doanh nghiệp qua điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi BTD News. Đừng quên nhấn nút like, share và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới nhất từ chúng tôi.